Right. We arrived. We took a walk down to the lake, and it was probably like half a mile long. 15-minute walk. Walked all the way down there. Now back to our campsite. Tới cái chỗ cắm trại của mình. Hả? Kéo tàu. Kéo tàu đi. Ở đây thì nó có điện hook up với nước hook up nè. Rồi mình thích chỗ này á là tại vì mỗi cái chỗ cắm trại á nó cách xa xa để mình được chỗ riêng biệt, privacy, nó riêng tư hơn. Còn nhiều chỗ khác nó sát. Cái đó là cái mui á, người tính bắt lên chim cái mui cho chiếc tàu ngày mai câu cá cho nó đỡ nắng. Có cái mui rồi, bây giờ bắt thêm cái mui nữa. Kéo tàu đi. Đó là nướng.